Mình cho các anh chị mình để chào đấy rồi các bác các chú các cô và đặc biệt là thầy các thầy cho đến mà đạo đức này một buổi ăn cúng như ngày hôm nay cảm ơn và đã tạo ra một cầu nối giúp em và gia đình có được những lời chia sẻ cảm ơn thì ngày hôm nay thì có mẹ em được lên trên này của bố công tác em cũng xin gửi lời chào và lời xin lỗi cảm ơn tới bố đã có tạo của mẹ con xin lỗi bố vì những gì con đã làm bố và con cũng cảm ơn bố đã nuôi nấng con đến bây giờ và mai sau. Cô cảm ơn mẹ đã nhậu mạch của con đến chặng đường này. Con mong là sau này con sẽ có đủ và có đủ thời gian cũng như công sức để có thể trả ơn được với bố mẹ và gia đình. Xin giới thiệu con trai trước khi mẹ. Đầu tiên thì tôi cũng xin chào đảng thầy cả các thầy cô giáo và các phụ huynh. Con đã đồng hành và thương binh thì nhà sĩ Diệu Anh và đơn giản thì con cũng cố gắng học tập và nghe lời các thầy cô để sau này con trở thành một con người tốt đối với xã hội gia đình. Đầu tiên thì cũng rất là vinh dự và hạnh phúc vì và cũng cảm ơn chương trình và cảm ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ con các con trong nhà trường. Các con cũng về nhà rồi cũng mò hỏi rất là nhiều người tốt và cư xử với bố mẹ của tất cả các anh em thì tôi cảm thấy là rất là vui và cũng cảm ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ con rất là nhiều. Cảm ơn chị. Rồi chúng ta có một bức ảnh để ghi nhận là